Vâng, thưa quý vị, đây là một chuyên mục mà được rất nhiều khán giả chờ đợi, bởi vì ở đây chúng tôi sẽ giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của khán giả khi mà gửi về cho chương trình Cà phê Ngày mới trên kênh VTC9. Thưa quý vị, mới đây qua đường dây nóng, kênh VTC9 đã nhận được đơn kêu cứu của một số hộ dân sinh sống tại dãy nhà tập thể C9, tổ 27, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội về tình trạng xây dựng, cơi nới nhà gây nứt tường. Người dân sinh sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên kênh VTC9. Ngày 12 tháng 1, ghi nhận của phóng viên công trình thi công sai phép của gia đình bà Trương Thị Thu có địa chỉ tại số 202A thuộc khu nhà tập thể C9, tổ 27, phường Đức Giang. Công trình hiện đã xây dựng thêm một tầng kiên cố gây nứt tường một số nhà xung quanh. Theo người dân nơi đây, khu tập thể C9 tổ 27 là khu 2 tầng lâu năm từ những năm 1980, nhưng nhà bà Thu không được sự đồng ý của các nhà sinh sống tại đấy, mà tự ý dỡ mái ngói và xây cao hẳn lên một tầng trên nền móng và kết cấu chỉ là khu 2 tầng. Tôi thì nguyên là cán bộ xây dựng, trước là xây dựng cái cụm công trình này. Thế mà cũng là những công dân đầu tiên ở cái khu này được vào đây. Thế cái nhà này tôi thi công, tôi biết, bây giờ tôi thi công thôi, chứ không phải thiết kế. Nhưng mà người ta thiết kế là thiết kế cho công trình 2 tầng. Mình làm suốt từ năm 76, 77, 78, 79. Từ những năm ấy, mà dạng này dạng nhà cấp 4, nhà mái ngói. Xây tường vôi, không có khung, không có trụ cột gì cả. Chưa có một ai dám xây lên một tầng nữa. Bởi xây nên thì bà con, tất cả bà con đều không đồng ý, bởi vi phạm cái kết cấu công trình là không được. Hiện giờ là nhà bà Thu là ở sát vách nhà tôi, và từ lúc nhà bà Thu khởi công xây dựng sửa chữa là ảnh hưởng đến nhà tôi là nứt tường rất là nhiều, và có hiện tượng là càng ngày các cái vết nứt lại càng to ra. Được biết, ngày 17 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Đức Giang ra thông báo số 482 về việc thực hiện tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng của nhà bà Thu. Tuy nhiên, công trình vẫn ngang nhiên xây dựng. Đến ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường Đức Giang lại tiếp tục ra thông báo lần thứ hai, yêu cầu gia đình bà Thu tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng, cụ thể là hai vế tường xây gạch 110 mm cao 1,2 m trên mái tầng 2 đã lợp tôn. Thời gian thực hiện tháo dỡ là 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên đến nay, nhà bà Thu vẫn không tháo dỡ và còn cố tình hoàn thiện công trình.